Chào mọi người và các bạn trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog 39. Hôm nay mình cũng đến nhà khách quay một cái máy là lạnh là Nagasaki. Máy này là chạy không lạnh. Đó các bạn ngồi nhìn mình coi nè. Cái máy là cái gió lên. Nhưng mà nó thổi hơi gió nó không lạnh nha, nhưng mà trường hợp này nó chạy khoảng ít phút sau là nó sẽ tắt báo lỗi đèn nha mọi người. Mình cũng hướng dẫn cho mọi người cách sửa cái máy này. Và mong muốn cho tất cả mọi người các bạn khi xem hết clip này hãy đăng ký cho mình một cái đăng ký, một like và bình luận, nút chuông bên cạnh để khi mình làm những clip mới thì tất cả mọi người đều có nhận được clip để xem. Bây giờ trở về lại với cái máy lạnh là Nagasaki qua này á, thì trường hợp này là cái máy nó thổi hơi gió thôi, không có lạnh nha. Thì trường hợp này là mình biết rằng là cái đầu nóng của nó không chạy, thì một đổi sau khoảng ít phút thì cái máy sẽ báo lỗi thôi. Bây giờ mình sẽ ra kiểm tra cái đầu nóng đằng sau nha mọi người. Mình cũng xin hướng dẫn với tất cả cho mọi người các bạn nha. Mở. Đây là cái máy Nagakawa một ngựa. Mà bây giờ này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người xem nè. Bây giờ ở trong đó máy đầu đang mở, chuẩn bị coi máy nó kích lốc như thế nào. Thì trường hợp này thì mình cũng xin hướng dẫn cho mọi người nè. Cũng rất dễ thôi. Mọi người xem mà khi mà cái đầu lạnh á, nó cấp lên rồi á, nó cấp điện cho cái đầu nóng nè. Xem thử cái máy nó nghe tiếng ù không. Nếu mình có đồng hồ thợ như mình có đồng hồ thì mình đo, mình cặp dòng ampe biết. Còn mọi người đôi lúc cái quạt nó chạy không, nhưng cái lốc máy nó không chạy. Thì cái máy nén nó không chạy được thì nó không có bơm lên cho cái đầu lạnh ở trong. Thì nó chạy trong vòng ít phút sau thì nó cái đầu lạnh sẽ báo lỗi. Thử trường hợp này mình cũng hướng dẫn cho mọi người xem để mọi người biết được nha. Bây giờ trong thời gian mình đợi cho cái lốc máy nó chạy nè. Rồi mọi người xem nha, cái đầu nóng là cái nghĩa là cái nguồn điện ở trong đầu lạnh nó cấp ra cho cục nóng rồi chạy nè. Đó quạt chạy nhưng mà lốc không chạy nha mọi người. Đó lốc không chạy. Thì bây giờ mọi người nếu mà mọi người không có cái đồng hồ như mình thì mọi người sẽ xem nha. Nghe tiếng máy bắt đầu cái lò le ở trong cái máy á, nó nhảy cả tóc và tóc và tóc và tóc là một. Cái thứ hai là tiếng máy nó gầm nó không có chạy nha mọi người. Đó mọi người coi nó nhảy là 18 ampe nè, rồi cái tẹt mít nó cúp lại nó xuống là còn đây cái dòng của nó là 0.17 á, có nghĩa là cái đây là cái dòng của cường độ dòng của cái thằng quạt thôi nha. Còn cái dòng lốc hồi nãy nó không chạy, nó nhảy tới 18 ampe. Có nghĩa là cái lốc máy không chạy. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình sẽ đoán được là cái lốc máy, một là lốc máy hơi hư. Đó mọi người thấy 18 ampe nè, rồi nó cắt nè. Trong bao nhiêu giây thì cái lốc máy cái tẹt mít sẽ cắt. Một là cái lốc máy hư, hai là cái tụ đề hư. Thử bây giờ mình chỉ kiểm tra tháo máy cho mọi người xem nha. Trường hợp này là lốc máy nén nó không chạy, anh thử đâm ra nó không có đẩy ghe lên được. Rồi bắt đầu mình dùm tháo máy nè. Rồi mình mở cái máy ra rồi nha các bạn. Xem nha các bạn, đây là cái máy dòng Nagasaki. Nakisawa là của dòng này là mono nha. Nagakawa đó, dòng mono nè. Giờ cái lốc máy không chạy, bây giờ mình sẽ kiểm tra bộ đề nha. Đó, nguyên tắc của cái lốc máy nè. Chạy quạt không, nhưng mà giờ cái lốc máy này mình sẽ kiểm tra. Trước tiên giờ kiểm tra cái bộ đề trước. Đây cái tụ đề nó đây nha mọi người. Đây tụ đề đây, bây giờ mình tháo cái tụ đề của thằng lốc máy xuống mình kiểm tra nha. Kiểm tra xong quay cho mọi người xem nha. Tại sao cái lốc nó không chạy? Thì mình cũng nói với mọi người rằng là cái này hư cũng lốc máy không chạy nè. Mà còn cái lốc máy mà lâu ngày nó bị chặt trong này hoặc là cái cốt rơ nó cũng không chạy nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tháo cái tụ đề xuống là kiểm tra. Đây mọi người. Cái tụ đề nó là 30mm nha mọi người. Đó cái này bị hư rồi. Hư giờ mình tiến hành mình thay cái tụ khác nha. Để cho mọi người xem cái máy nó chạy hoạt động tốt hay không nha. Bây giờ cái tụ này là bị hư rồi. Kiểm tra hư rồi. Mình thử bây giờ nó phình nè. Phình cái tụ nè. Mọi người nhìn trên phình nè. Đó mình thử mọi người bây giờ mình sẽ thay cái tụ khác cho. Tại đây mình hướng dẫn cho mọi người rất đơn giản. Khi một cái máy mà chạy không lạnh đó là thứ nhất mình kiểm tra coi cái máy nó cái chạy hay không là một. Thứ hai nữa là cái đường ống ghe có bị xì không,
thì rất là về hiểu biết, rất là đơn giản. Thì mình mong muốn cho tất cả mọi người khi mà xem những clip của mình đó, đều là trở thành thợ điện hết đó. Chúc mừng mọi người khi xem clip là đều biết làm, biết sửa những cái điện gia dụng trong nhà. Bây giờ mình lên thay nha. Rồi bây giờ tủ mình có ráp xong rồi nha mọi người. Tủ điện mình có ráp xong rồi nè, trong hộp điện nè. Bây giờ mình trong thời gian giờ mình ráp xong rồi, mình cho mấy chị thử nha, coi mấy lốc chạy rồi kiểm tra dòng ampe rồi đầy đủ nha, tốt không không nha. Giờ cái này mình đã thay bộ đề xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ thử chờ cái máy nó chạy như thế nào rồi quay cho mọi người xem. Rồi bây giờ lốc máy đã chạy nha mọi người, các bạn xem nè, lốc máy chạy. Bây giờ mình coi dòng nè, dòng ampe của nó là mono là 3.9 gọi như gần 4 chấm, có nghĩa là 3 ampe chính nha mọi người, gọi như 4 ampe á. Lốc chạy tốt, chứng tỏ là cái máy này là bị hư tụ nha mọi người. Bây giờ mình cho anh chạy khoảng ít phút nữa mình xem sao. Mình cũng hướng dẫn cho mọi người và các bạn, khi mà tất cả nhà mọi người là mình nghĩ rằng là chắc cũng, trong đó là cũng có nhiều người ở nhà cũng bắt máy lạnh, nhưng mà đối với cái dòng mono này nè, thì khi mà cái máy mà chạy không lạnh á, thì cách đầu tiên mình hướng dẫn mọi người là xem thử cái đầu lạnh ở trong á, là cái gió thổi hay không. Rồi tiếp bước 2, mọi người ra cục nóng sâu coi máy chạy hay không. Nếu mà mọi người mà không có cái đồng hồ đo gì á, thì mọi người chỉ cần nghe tiếng máy nó chạy nó ù hay không là biết cái máy là như thế nào. Nếu cái máy nó ù rồi mọi người nghe cái tiếng tách là cái thằng mít ở trong cái lốc máy nó máy nén á, nó kêu cái tách nó ngắt á, thì mọi người biết đó là cái lốc máy không chạy nha. Thì mọi người cần là kiểm tra cái tụ. Nếu mà mọi người mà kiểm tra thay cái tụ rồi á mà thấy cái máy không chạy nữa là chứng tỏ là bị máy nén nha mọi người. Thôi mình cũng là clip này mình cũng hướng dẫn mọi người, tất cả mọi người các bạn, đến đây là kết thúc. Mình cũng mong muốn cho cầu chúc cho tất cả mọi người và các bạn đều xem những clip của mình đây đang làm và tự biết cách sửa chữa tất cả những vật điện gia dụng trong gia đình. Và sắp tới mình sẽ làm những clip mới nữa để cho mọi người xem. Và mình cũng mong muốn các người là khi xem clip này hãy bấm cho mình một chữ đăng ký, một like và một nút chuông bên cạnh để khi mà làm những clip mới thì mọi người nhận được cái thông báo để xem clip mới. Thôi chào tất cả mọi người nha.